Hôm đó dở đặt lần đầu tiên có lên vô dỗ trong cái lợi chừng 4 kg. Nay ăn đâu, mấy bạn tròn. Đặt lại. Đặt lại bắt mấy con kia luôn để không phải nhét á. Đặt lại đi, đặt lại. Đây, cột tính lên. Ba Năm ơi. Các bạn ơi, đây mình làm cái giống như cái dớn vậy mà không phải, lấy cái cước dăng ngang quét lỗ mình lấy cái lợp nè, chặn cái đường ra vô, nhất này nước nó cạn rồi, gù phi vô nhóc ở trơn rồi nè, đó xíu cạn bắt lên nướng. Đây còn trên này nè, không lội trên dài dài dính nhóc hết trơn. Đâu có bắn á, nhiều quá nên bắn cá bự lắm. Thôi chứ này tính đi chài, khỏi đi chài luôn rồi. Dỡ cái lọt nó lên nhóc luôn á, khỏi đi chài. Không thấy Âu rút vô trong kia kìa. Rồi bắt cá lên nướng rồi, khỏi đi chài. Thấy rồi nè. Nè. Con cá mạnh kia luôn nè. Ừ, nó đó. Đó. Không, không như vậy. Con cá mạnh kia luôn. Tổ đi chài, rồi bắt lên. Đây. Đó, mình dừa được. Dừa ở nhà ngoại ra. Thôi xin mấy cái dừa các bác. Bẻ nguyên quầy đi. Đây vườn rau bạc tỷ nè nha. Ở đây nước sâu quá chắc không thấy đâu anh ơi. Mưa nhà ông cậu mình nha các bạn. Đây kiếm gì anh? Bây giờ trời ơi kiếm lửa nó cắn. Chèo lên hái dừa đi. Anh chèo lên hái dừa đi. Quẩy con vịnh đó anh đu con dây lên. Bỏ đại. Phải đại đi đâu. Nhiều ra trước lấy cây cưa. Cây cưa đâu trong cái gỗ nè, rồi giờ lấy lên. Thấy không? Trong cái gỗ xe đó. Lần hái lần khó. Cưa trước á. Anh ơi, lần hái lần khó hái nhiều nhiều nha. Bẻ nguyên quầy á. Trong qua ngoài trước chỗ mẹ ngồi có sứa đó. Bữa phải ngồi đây sẽ hắt cái vòng. Sáng mình tỉnh. Dừa này có chuột nè. Đêm chuột cũng leo nó đó. Ừ. Mới ra làm chỗ mẹ. Chưa gì hết chứ. Giờ chuột anh. Ổn hả? Ngoài này á, đóng quần gọng ginh. Ôi trời. Buộc vô chơi. Anh néo, anh níu cọng dây kìa, anh kéo lên. Đó để chịu. Wow. Nó cột vô trong cái quầy dừa đi.
làm thắt cái cổ chó nó vô đó. Mày ơi, ở dưới này lên vừa không thấy thấy khác nè. Ừ. Nó nứt về chứ không có ai. Nứt luôn. Ta lòn cái tay nè, cái tay này nè. Vậy nó vô mấy cái rồi. Đi đâu rồi? Đâu giấy gì đâu? Gì? Thì đó cổ cắt đi. Giặt xuống đất á, đất đầu đất. Nè, có gì nè đất gì? Tự gì đi. Lấy cái giò đạp của ngoài vườn cho nó hở nó sát xuống. Nãy đời nó chè bắp gì đó, khi nó năm bánh tới gì đó. Ai? Bảy ra. Chưa lắc nước. Cái vừa nó gắm vỏ rồi đó các bạn. Ba cái trái đó anh bẻ được luôn rồi đó anh, nó gì nó khô rồi đó. Bẻ một kia luôn đi. Rồi bẻ đi. Ừ. Vớt luôn à. Né này con cướp dục xuống ông ha. Bẻ vừa trong không phải vừa tư mấy kìa bẻ luôn uống. Thôi trời ơi uống gì nhỏ nào hết. Rồi bẻ. Uống nấu. Dục xuống à. Dục đi. Ừ. Để lại chứ. Sứa
con xuống đây nè. Con cũng dây này đi xuống như vậy. Anh ăn không? Mệt quá mệt rồi. Cái này hư rồi. Em vô chặt uống. Thôi em đi coi cá. Chốt tiêu không? Chốt tiêu rồi. Cầm hai trái dừa ăn trước cho em đi. Hai dừa khô hả? Ừ. Thôi em đi coi cá cho anh nó ôm dừa gạch cho em đi. Bể dừa ăn chục. Cái này là xinh nha các bạn. Thấy không? Một con nứt này nữa nè. Càng ngày càng nước giật ha. Nước cạn. Hai con cá bự đó nó không vô kìa. Hỏi vô nước chút nó cũng đi luôn. Sao nước? Nước chảy ngược á, sao dần dần nó quần. Hả? Nước chảy ngược á, nó quay lại. Hồi nước cạn rồi mày đi đâu? Ba con luôn. Ba con bành kia luôn nè. Dính nhóc như thế này. Dính nhóc chân. Cái mương này nó nhỏ thiệt mà cá nhóc hết trơn. Thôi. Thôi mắc coi cá rồi. Mắc coi cá rồi uống đi. Bảy quay lắm. Nói đi. Ba con cá bành kia kìa anh thấy không? Ủa con bự á nó mới vô cái hôm đầu à? Thì nó vô mới. Đâu qua được đâu. Ừ. Chưa qua hôm sau. Nó cạn đâu qua được đâu. Chứ hôm sau nó nhỏng lên là nó lấy gì qua được. Nó nói sao chặt quá lấy ngọn trước cho khỏe. Rút ra hết đầu. Này vô rồi. Vô mánh rồi. Còn trong lùm đó nữa. Này còn mấy cá tiêu hồng nhỏ nữa. Chốn của anh. Cái gì ngoài nó chục. Cái phần lòi nó nhảy á. Phần lòi hả? Trời mưa nó nhảy lên xanh ngồi đây chứ. Em thì không.
Nãy giờ mấy tiếng rồi cô ơi? Sáng giờ đặt sáng đâu rồi, 9 giờ. Dắt nước lớn á, nước lớn vô vô bắt đầu nước đứng lại. Đặt hồi 10 giờ sáng tới giờ. Thì cái giờ nước nó lớn đầy vô á. Lớn đầy bắt đầu đứng lại cũng bị tông. Đứng nước bắt đầu mình đặt nước rộng rút ra mới vô chứ. Giờ này nước cạn thấy cái rõ nè. Cái đồng loại nước rộng luôn đặt nhau có. Ôi kiếm lửa. Cho nó kiếm lửa. Quá trời. Chúng ta chài thử rồi. Cho dính lát nữa. Dở lập bạn ơi. Còn trắng á. Dở lên là đặt xuống lại. Ủa bự rồi bạn. Chui ra sao rồi? Chui chưa? Ôi đặt kiểu này ra hết phải rồi. Đặt kiểu này bảo vệ ra hết phải rồi. Nói mà tháo cái này nè. Vô rồi. Hả? Vô rồi. Ký rồi. Trời ơi, nổ con cá bự không luôn. Còn nắp bây giờ mà nắp. Trời ơi, hỏi lần kìa. Rồi không thật luôn. Nhớ lên cá nó còn lạnh luôn. Ừ. Ngủ. Nhất lên. Hôm đó là dở đặt lần đầu tiên cái lên vô dỗ trong cái lợi chừng 4 kg. Ngoài kia kìa nước cạn cá nó nguội ra ngoài. Dở lên một cái nhấc cho ăn ở. Ai ăn đâu, mấy bạn tròn. Đặt lại. Đặt lại bắt mấy con kia luôn để không nhét á. Đặt lại đấy, đặt lại. Đây, cột lại. Bà Năm ơi. Bà Năm rồi. Làm gì vậy? Nên ra sao nước. Ngoài cậu quẩy không mà. Sáng nước cạn không mò được mất hết rồi. Đi. Uống đỡ đi. Nào, có nước dừa luôn. Con. Bữa nay mình đi ăn ké. Uống đi. Thôi con trái được nha. Rồi. Nước dừa các bạn ơi. Ngọt lắm, dừa nhà nha. Nhồng hay trồng. Đây. Ảnh, một cành mướp. Mấy con cá nè. Đó. Đỏ nước. Cơm chiều. Chấp với hết. Lâu lắm rồi mới trở lại. Ừ. Lâu lắm rồi mới trở lại dứt hết. Đó ba miếng dừa chắc đốt trời hết trời. Ăn gì ăn đi, ăn gì ăn đi. 6 con. Còn đây 6 em nữa, 5 em nữa. Nước gì gì ăn đi. Chưa đi, con bự con xó còn mấy con nhỏ để nước gì. Thôi chị Hai gửi cái clip này cho tôi. Ê đừng quay giò tao rồi, chị xin hàng thấy à. Một con biết. Thôi thôi, chỉ có quê mới được ăn mấy món này thôi chứ bộ.
sạch rồi. Vậy chừng 3 kg hến là được chừng 200 g gột hả? À. Tính đi chài, mong cậu cũng làm cái giống như cái vớn đặt cái lợp kia, chặn dính đâu mấy con cá nướng ăn luôn. Thơm. Cá nướng nha. Ngon thiệt. Cơm nha các bạn. Rất cá. Mai chắc sáng cận nữa. Ngon. Thơm. Còn tức luôn đó. Dễ ăn. Được. Mình xin gác clip đây, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn. Mình bắt đầu thao hết, quay ra thì 200 g hết. Mình xin gác clip đây, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.